là một tín đồ của cà phê, muốn tìm hiểu về vùng đất được gọi là điểm đến của cà phê thế giới, Buôn Ma Thuột. Quốc Huy đã chọn Buôn A Cô Thôn để thưởng thức cà phê theo cách chỉ có ở vùng đất Tây Nguyên. Nó nhẹ nhàng đưa thái và nó không có xô bồ, ồn ào vội vã giống như là như một số thành phố khác, như thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Vũng Tàu. Buôn A Cô Thôn nằm giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột. Hơn 30 ngôi nhà sàn dài truyền thống ở đây được gìn giữ hơn 60 năm qua. Nếp sống văn hóa riêng có của đồng bào Ê Đê vẫn nguyên vẹn giữa những đổi thay của nhịp sống hiện đại. Du lịch phát triển, đồng bào Ê Đê đã biến tấu đưa những ngôi nhà sàn thành điểm đến thu hút khách gần xa. Chiếc nhà sàn rất là thú vị. Chưa bao giờ mình được thưởng thức những quán cà phê mà được ngồi trên nhà sàn như thế này. Đó cũng là một trải nghiệm mới đối với mình. Mỗi lần có những người bạn ở phương xa đến thì mình đều dẫn mọi người đến Buôn A Cô Thôn để thưởng thức cà phê cũng như là văn hóa. Những cơn mưa cuối mùa ở Tây Nguyên càng làm không gian thưởng thức cà phê của du khách thêm phần thi vị. Mộc mạc, đậm chất Tây Nguyên, hòa vào vị ngọt đắng, đắm say lòng người của ly cà phê ban mê. Nhiều người như được trở về chốn bình yên.